Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay là có hai vợ chồng của anh Nhân từ quận Tân Phú ạ. Hôm nay là hai anh chị ghé ủng hộ tiệm vàng là một cái lắc nè, chiếc nhẫn nam và một sợi dây chuyền ha quý khách ha. Đây ạ, sẽ giới thiệu cho quý khách xem sợi dây giác lá nè. Cái này là dây cho chị ha quý khách ha. Trời ơi, sáng giờ em bán dây này là không kịp thở luôn, rất là đẹp. Mẫu mờ, mẫu dây vừa mới về ha. Form dây này là 3 chỉ mấy, 4 chỉ nha quý khách. Cắt máy đều hết luôn, sáng cực kỳ. Quá đẹp. Rồi, tiếp theo hai siêu phẩm cho anh. Hàng vừa mới vừa về nhà Kim Thành Thảo, nhiều mẫu đẹp lắm quý khách. Cái này là nhẫn rồng quấn quanh cái ngọc đỏ nha quý khách nha. Cái form này là nhà em có đủ màu luôn, hàng vừa mới tuyển về nha quý khách, đẹp lắm. Đai của nó là hai rồng bay nè, xinh chưa, đúc hoàn toàn luôn nha. Một chiếc nhẫn như vậy là cỡ 4 chỉ mấy đến 5 chỉ nha quý khách nha. Hai bên đai là có điều chạm rồng, rồng bay đẹp lắm. Chiếc nhẫn lạ cực kỳ luôn, bên trong là có giác lồng lưới luôn ha, đeo vừa thoáng tay và vừa êm tay, nó không có bị cấn ha, không có bị bọng nước luôn. Mẫu quá xuất sắc. Này anh đeo món nào? Vừa luôn. Siêu phẩm tiếp theo là một cái lắc thẻ rồng quý khách ha. Hàng quá xuất sắc. Ba thẻ chữ nhật chạm rồng nổi nha. Cái này là rồng nguyên con nổi luôn nha quý khách, nhìn con rồng nè, rất là sắc nét nha quý khách. Từng cái mắt của nó là mắt hàng rào có phun cát hoa văn nha. Một cái phong lắc như vậy hai lượng ạ. Hai lượng, đẹp chưa? Bên trong là có làm trơn luôn ha, đeo em tay nè. Khóa hộp và hai khóa dự phòng. Này cho em mượn cái tay con bên đây có lắc. Vừa y luôn kìa. Quá xuất sắc. Đẹp ha. Chất lượng. Cái tay tròn đeo cái gì cũng đẹp trơn. Rồi, tổng 3 sản phẩm hôm nay anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo. Số tiền rất là đẹp luôn, 99.965.000. Rồi em gửi anh ba câu hóa đơn. Rất là cảm ơn anh Nhân ạ. Cảm ơn hai vợ chồng anh hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em. Cảm ơn anh. Hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là Kim Thành Thảo rất là vui khi mà được đón lọc của hai vợ chồng anh Tuấn Nguyễn. Hai anh chị là ở từ Tây Ninh nha quý khách nha. Hôm nay là ghé đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là xi men nè. Bộ đồ bộ, bông tai, nhẫn, nói chung là rất là nhiều mẫu đẹp ha quý khách ha. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho quý khách xem từng sản phẩm ha. Đây, đầu tiên là trên tay của chị là đang đeo hai bộ xi men phát tài phát lộc nha quý khách nha. Xi men này là bản 2,5 ly nha quý khách. Đây ạ, có chữ phát tài phát lộc nè. Em quay vô cái dòng đây cho nó cận cảnh quý khách xem nè. Bản 2,5 ly nha, có phun các chữ phát tài nè, phát lộc nè, rất là đẹp. Đeo là lọc vô dồi dào nha quý khách nha, may mắn tiền tài. Bản 2,5 ly rất là đẹp luôn. Bộ xi men này hai bộ, cái ni của nó là ni 60 nha quý khách nha. Nhà em là bao ni cho quý khách xài luôn. Nhà em là bao ni luôn nha, từ ni 46 cho đến ni 64 ạ. Thì chỉ có tiệm vàng Kim Thành Thảo mới bao ni cho quý anh chị thôi. Đủ ni đủ cỡ luôn ha. Bản là nhà em có từ 2,5 ly cho đến 5 ly ạ. Chữ phát tài phát lộc hay là vinh hoa phú quý, mấy cái mẫu mới á rất là đẹp luôn nè. Cái cọng nhỏ nhỏ như thanh xuất sắc. Tay của tay tròn đeo rất là đều luôn ha, đẹp chưa. Rồi siêu phẩm tiếp theo là muốn giới thiệu cho quý anh chị xem, đó là một bộ con trâu, 5 con trâu vàng nha quý khách nha, là rước con trâu. Đây cái vòng nè, nhẫn đẹp quá, mặt dây chuyền và một đôi bông tai. Trời ơi, nó làm cực kỳ tỉ mỉ luôn nha quý khách nha, nhìn rất là rõ nét luôn ạ. Trâu vàng ha, xuất sắc. Trời ơi, đẹp quá đẹp luôn. Bộ trâu vàng này trọng lượng của nó là cỡ khoảng một lượng hơn nha quý khách nha. Rồi tiếp theo là một cái nhẫn này cũng mới vừa về luôn, nhẫn con công ạ. Mẫu công này là công rủ ha, công này là nhà em về đủ màu, xanh đỏ tím vàng có hết ha. Cái này giọt tím nha, viên đá giọt tím nó kết lên cái đuôi á,
là đẹp. Chị cái này mình đeo món nào? Cái này đi ha. Cái này là phải đeo một nhà. Trời ơi, cái tay tròn tròn đeo xinh quá. Mũ đôi bông ngọc trai nhân tạo. Cái này là dạng bông bông toàn ten, bông bạc nha quý khách nha. Đeo rất là êm tai luôn. Đeo mượt lắm, êm tai và rất là đẹp. Sáng chưa? Rồi, siêu phẩm cuối cùng là một cái lắc chân. Lắc chân này là lắc chỉ công nha quý khách nha. Nó toàn ten món. Toàn ten món mấy cái đầu con gấu nè. Dễ thương. Mấy cái lắc chỉ công như vậy là nó chuyên làm hàng lắc chân hay là làm dây nặng á, tại vì nó chắc. Hàng đúc hết á, đeo rất là chắc luôn. Rồi, cái này là em bỏ hộp hết cho chị luôn ha chị ha. À, tổng những sản phẩm mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo có giá trị là 95 triệu hơn nha quý khách nha. 95 triệu hơn. Rồi, em gửi cái hóa đơn luôn. Rất là cảm ơn hai vợ chồng anh chị ạ. À. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đã không ngại đường xa đến ủng hộ tiệm em nha. Em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. À, sáng hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc của anh Phương à. Hôm nay là anh Phương đến ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một sợi dây. Hàng dây đúc cho quý khách nha. Mẫu rất là đẹp luôn. Đây, giới thiệu cho quý khách xem. Cái dây này là dây đúc hoàn toàn nha quý khách. Dây mình rồng ạ. À. Mình rồng là từng cái ống trúc của nó là quấn rồng luôn ha. Đây là rồng nguyên con quấn quanh ống trúc nè. Viền của nó là có cắt rác rô đê ha. Rất là đẹp. Từng cái khúc của nó là nó làm dạng như mình rồng á. Hàng đúc nè. Xuất sắc chưa? Cắt giác rất là đẹp nha. Cái này đang vô cấu, cái cấu nó rất là chắc chắn luôn quý khách. Sợi dây như vậy, cái form của nó là 3 lượng 2 nha quý khách nha. Hàng chất lượng cho nên những cái khóa của nó là khóa hộp và hai khóa dự phòng à. Đây, hai bên là hai khóa dự phòng nè. Khóa hộp luôn ha. Sợi dây này là dài 6 tấc, có thể trồng đầu được luôn à. Anh, đeo luôn cho anh nha. Đây, cài khóa nha. Sợi dây này mà thêm cái mặt nữa là đẹp xuất sắc luôn. Sợi dây này có giá trị là 110 triệu 300 ngàn nha quý khách nha. Rồi, em gửi cho anh Phương cái hóa đơn. Rất là cảm ơn anh Phương ạ. À. Cảm ơn anh hôm nay đã không ngại đường xá đến hội tiện. Để bóc xuống rồi chưa? Có, để chuẩn bị em làm cho anh luôn ha. Gửi anh ạ. À. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Sáng hôm nay là em có lọc ở Bình Dương nè. Có chị Lan từ Bình Dương chạy lên đây luôn á. Chị sắm hai bộ xi men với đo bông nè. Thấy thương không quý khách nè, em đeo cho chị luôn nha. Chị đi cho quý chị Lan, chị tên gì? Vui hả? Hai chị em, chị Lan với chị Vui lên đây, lên Kim Thành Thảo em ủng hộ nè. Xi men này chị lựa là bản 3 ly rưỡi nha quý khách. Mẫu phát tài phát lộc nè. Chị Lan đeo đẹp và giới thiệu dùm tiệm em nha. Ở dưới Bình Dương anh em nhiều lắm á. Khóa này chắc chắn nữa, cái lưỡi gà nó dài nè, đeo nó chắc chắn. Khó rải. Ừ. Cái lưỡi gà này nó dài nè. Gà nó dài, nó rải gà ngắn á, mình tháo ra có vô. Đúng rồi, tháo ra nó vô. Cho mình vệ sinh rồi đó. Cái này phải vệ sinh đó. Nè, dớt nó khóa xuống nè, để xéo qua. Này. 12, 14 vòng ha. Rồi em đeo đôi bông cho chị Lan luôn nè. Chị Lan còn lựa thêm một đôi bông tòn ten ngôi sao mất máy nha. Tòn ten hụt ngọc trai nè, cưng chưa? Nhẹ nhàng luôn. Mà bông này là che khuyết điểm nha. Đeo lên là nhiều khi có mấy chị mà cái tay á mà hơi sệ á là đeo che được khuyết điểm luôn. Quay qua đây cho em nếu quay qua xéo xéo. Mà nói trời đẹp luôn mà thấy không? Chị giá nguyên bộ nữ trang của chị Lan là gần 40 triệu ha. Em gửi chị hóa đơn, cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm em nha. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Em cảm ơn nha chị gái. Em kính chào quý khách tiệm nhà Kim Thành Thảo nha. Tối nay là em có lọc của chị Ngân nè. Chị Ngân qua lựa hai mẫu đồ bộ nha. Đây, mẫu cao cấp cá sapphire dọc tím nha. Đây là cái dây liền mặt dọc mà có lắc liền nhẫn. Đây, dọc lắc liền nhẫn. Cá sapphire đeo cực kỳ sang luôn. Đó, cực kỳ sắc sảo luôn nè. Có những đường tắm viền móc máy đây.
hai bên tai nè cũng đều sáng luôn. Đây là dạng móc máy ý nha, đeo cực kỳ sang luôn á. Mẫu dây đây, dây cô dây liền mặt vàng giọt xuống đeo nhìn thanh tai mà sang trọng nữa. Đó, đây là một bộ nha. Chị Ngân còn lựa thêm một bộ con cong nữa nè. Con cong cánh xòe xuống, những dạng đá dạng giọt này, đá xà bi dạng giọt. Đó, đây là đa kim cương, móc máy đều nguyên một cái dòng luôn, kỳ sáng luôn. Rồi, đây là cái dòng nè, đi bộ là cái nhẫn, thêm cái mặt dây chuyền nữa. Đó, hai bộ cao cấp của chị Ngân đây. Chị lựa thêm một mẫu giả xoàn nữa. Đây, mẫu này là mẫu giả xoàn nha. Hộp chủ đạo là xoàn nhân tạo, đeo cực kỳ sáng luôn. Mẫu này mẫu đúc. Đó. Em để hộp hết á, cho chị Ngân nha. Dạ. Tổng trị giá khi một bộ nữ trang này của chị Ngân là 118 triệu. Rồi, em để chị hóa đơn. Em cảm ơn chị đã tin tưởng và ủng hộ tiệm em nha. Chúc chị gặp nhiều sức khỏe. Em để ra vô hộp cho chị nha.